bóc cái màn cho anh, dành cho chú Út nha. Một màn cho anh thử coi cái ông phản ứng kiểu thế nào. Ông chỉ đi vô đấy. Phát chỉ nào vô đúng. Đúng, để nhà bộ mình để xong được. Mày vô mặt con trai đi kìa. Cái mẹ đi.